Hôm nay tôi sẽ thay cái màng lọc RO của máy lọc nước 5 tầng thương hiệu của Mỹ. Trước tiên, trước khi thay cái màng lọc RO thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái cấu trúc của cái máy lọc nước như này, cấu tạo như này. Có 5 quả. Thì 3 quả bên dưới. Đấy, từ lọc thô đến lọc sơ, lọc tinh xong rồi ra cái màng lọc RO. À, cái quả lọc RO sẽ đặt vào đây. Và cái ruột đây chính là cái ruột của cái màng lọc RO là đây, tôi mới mua về. Thế đến quả thứ năm là cái quả tạo khoáng. Quả này là không phải tác dụng lọc mà là tạo khoáng. Sau bởi vì sau khi lọc nước thì nước trở thành tinh khiết. Do vậy mà ta lại phải tạo một cái độ khoáng và cái độ ngọt nhất định cho cái nguồn nước để tạo cái vi chất. Ở đây là cái motor một chiều. Đấy, motor này chạy điện 24V để ép nước từ nguồn nước. Đấy, ở đây là cái bộ hạ thế từ nguồn điện 220 chuyển xuống còn 24V. Các bạn thân mến, từ lâu thì môi trường sống của chúng ta là rất chi là ô nhiễm. Từ nguồn nước giếng khoan ở trong làng xóm thì ta khoan từ 7 đến 12 mét với độ sâu là như vậy. Nhưng mà do ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, các hóa chất như dầu gội đầu hay là những chất thuốc diệt muỗi hay là những cái chăn nuôi ta phun thuốc nó sẽ ngấm xuống. Thứ hai nữa là ô nhiễm về nước công nghiệp, thậm chí sông cũng rất là ô nhiễm. Ta lấy bây giờ nhà nước máy của lọc nước tập trung lấy ở nguồn nước mặt, chủ yếu là lấy ở sông ngòi. Thì ngoài sông ngòi cũng đầu nguồn của tỉnh này thì lại là cuối nguồn của tỉnh khác. Do vậy mà rất nhiều chất thải, chất bảo vệ thực vật từ các đồi rừng miền vùng cao chảy về vùng thấp. Do vậy từ lâu là nhân dân ta đã mua nhiều máy lọc nước gia đình, và phổ biến là máy lọc nước những cái quả công suất nhỏ như thế này. Tỷ lệ người dân sử dụng máy lọc nước rất nhiều, và trong quá trình sử dụng một thời gian thì nó sẽ trở nên hư hỏng, tắc. Đấy. Và tuổi thọ của từng một quả lọc thì nó phụ thuộc vào cái lưu lượng lọc nước, cái công suất, sản lượng để dùng cho mỗi một gia đình. Cái máy này thì thương hiệu của USA, tôi mua cái đây cũng độ 4-5 năm rồi, thay mấy lần rồi. Hôm nay thì tiếp tục một lần nữa là thay cái quả lọc màng lọc RO. Cái màng lọc RO này là cực kỳ quan trọng nhất ở trong cái máy này. Và khi đã bị tắt thì nó phát sinh ra rất nhiều cái yếu tố để mà dẫn tới hỏng phần khác của máy. Trong máy thì có hai cái dơ le áp suất. Đây là cái dơ le áp suất của nước đầu ra. Khi nước đã lọc đầy cái bình áp này, bình này để chứa được 10 lít nước, khi đã đầy thì nó tác động một lực áp suất lên đây. Cái công tắc này sẽ ngắt, và điện thì ngắt điện thì cái motor này sẽ không chạy nữa để bảo vệ motor. Và cái áp đây là áp áp suất thứ hai. Một cái áp suất nữa là nước đầu vào. Với cái hệ thống máy lọc đời trước này thì nó phải có một cái áp suất nhất định của nước đầu vào. Ta phải để một chân test cao hoặc là lắp vào nguồn nước trực tiếp vào nguồn nước máy của thành phố. Khi có áp suất thì dơ le này đóng và lúc đó mới được cấp điện và hệ thống mới có thể chạy. Tức là hai áp suất này đều phải có, đều phải là hoạt động. Và bây giờ tôi sẽ cho cái màng RO vào nhá. Cái RO này là cho vào trong cái này. Mới mua. Của thương hiệu, đúng thương hiệu của cái chỗ mà tôi mua máy. Người ta bảo là chính hãng đấy. 450.000. Đút đầu vào.
trong này nhá, nó có răng này, nó có chiều của nó đấy. Ta cứ đút vào đi, xong rồi lựa chiều đấy, đúng chiều khá là nó cân bằng, rất đơn giản. Sau đó ta xoáy, đây có một cái răng nha, các bạn nhớ nhá, phải đấy, cái răng này nó phải ở vị trí đấy, xoáy, chỉ cần xoáy bằng tay thôi. Nguyên bản đầu tiên của nó khi mua máy nó có cái tem bảo hành dính liền giữa hai đầu. Đó. Còn đây là hai đầu nha. Đây là đầu nước vào, ta sẽ lắp cút cho đầu nước vào. Đây là đầu nước thải ra. Cái máy này là có một cái đường nước thải ra không lọc hết, và đường đây là đường nước sạch. Rồi, ta bắt đầu lắp. Bắt đầu lắp từng cái cút vào nha. Chỗ nào hở là phải cho cái băng tan này. Nếu chỗ nào hở là ta phải cho băng tan. Đấy, quấn. Đây là đầu nước vào. Tất cả gen này bằng nhựa hết các bạn nhé. Các bạn mà xoáy vừa tay thôi, đúng cân gen vừa tay nó không phải cháy mất gen. Cháy mất gen. Đây là đầu thải ra nha. Đầu thải ra thì có một quả điều áp ở đây, quả điều áp ở đây. Khi lắp vào đây ta phải nhét cái này vào trước này, nhét ống vào kịch cút để theo cân xoáy vào tay nhé. Rồi ta cho hai cái càng đỡ, đây là càng đỡ của quả lọc thứ năm. Quả lọc tôi thay luôn cả quả lọc số 5, cái này tạo khoáng này. Trước đây cái quả nó quy định là đầu vào đầu ra, nhưng quả mới này thì cũng có quy định đây đầu vào và đầu ra. Xoáy cái cút cũ này ra. Cho một chút băng tan. Quấn một chút băng tan vào đây. Đây người ta đánh dấu đây nha, đây mũi tên này, xem ra đầu nào, đây đầu vào, rồi xoáy vừa tay thôi. Đưa vào giá đất luôn. Đây là đầu nước ra. Đầu nước ra đây, ta tháo cái cút cũ của nó đây.
Tôi xin giới thiệu thêm chi tiết ở cái chỗ này để các bạn nếu ai cần phải thay gia đình thì cũng nắm bắt được nha. Đây là sau khi nước vô, đây là nước đầu nguồn. Nước đầu nguồn ở cái dây to nhất này, vào quả số 1 này, xong chạy hai quả này. Đấy, dĩ nhiên chạy khi từ quả số 1 sang quả số 2 thì nó còn phải qua một cái dưa le nữa. Xong rồi qua cái máy bơm này. Qua máy bơm này xong cái sang quả số 2. Quả số 2 sang quả số 3. Quả số 3 thì bắt đầu đi lên. Đấy, đồng đi lên. Quả số 4 là màng RO. Đấy, đi lên quả số 4 này. Đấy, từ số 3 này lên số 4 này. Qua màng lọc RO này. Đây là đầu thải ra này. Đây là đi qua dưa le này. Đấy, xong đi vào quả tạo khoáng này, xong đi sang bên này. Đi sang bên này. Xong lắp cái này vô. Để vào cái bình chứa. Đấy, vào bình chứa. Tới khi mà bình chứa đầy. Đây. Đây là cái van tôi đang đóng. Tí nữa thì mở ra. Thì mình đầy cái này thì máy ngắt mà khi máy không không chạy nhưng mà vẫn có nước ra vì trong này có một cái quả bóng hơi. Đấy, có một quả bóng hơi nó bị nước nó nén lại thì khi mình xả nước ra thì nó nở bóng hơi thì nó đẩy ngược qua cái này và đi ra đường này ra ngoài. Đấy. Nhưng còn nếu mà quá trình ta chạy ta không chứa ở đây thì ta đóng cái này vào thì nước nó sẽ ra đây. Tí nữa tôi thử các bạn sẽ biết. Đấy, tiếp tục lắp nha. Lỗ cái này bằng nữa là cắm điện chạy được không? Chạy thử luôn. Chạy thử tôi cho nước nó sẽ ra thẳng đây nhé. Để xem nước nó chảy như thế nào. Bây giờ mở ra. Mở van cấp nước. Đang mở van cấp nước. Cắm điện. Rồi nếu hỏi chỗ nào thì nước nó sẽ tự ra và nếu tắt chỗ nào thì nước nó sẽ không ra được cái vòi kia. Chạy tương đối lâu rồi không thấy nước ra nhỉ? Đang nghe cho nó. Tôi để chạy một lúc. Nước đã ra đầu thải nhưng mà chưa thấy ra đâu, đang ra đầu thải bên trong chắc là đang nghe đấy. Rồi bắt đầu hiện tượng chảy. Nếu bắt đầu chảy bắt đầu ra rồi qua màng lọc ra ngoài rồi. Trước là nó bị tắt cho nên nó không ra được. Đấy, bắt đầu chạy.
thôi chảy như thế thôi. Nhưng bây giờ có một chút đây, nó còn đang ở đây, tôi sẽ xử lý chỗ này. Tắt máy, tắt máy, xử lý chỗ hở nước nha, xử lý bằng cách xoay ra thôi. Cắt vợ đi, cái cũ, cái nắp cũ có thể nó đã bị lỏng quá. Nếu hỏng ở đầu dưới này thì tôi sẽ xoáy băng tan đến xong, tôi xoáy đầu trên để tiếp tục cho chạy. Kiểm tra toàn bộ xem nước có ở chỗ nào không, nếu ở thì sẽ biết nhé. Rồi đã chạy tốt. Máy chạy rất im. Đấy các bạn thấy, máy chạy rất êm. Công nghệ Mỹ mà. Còn cái này tôi cũng bị thay một lần. Cái này là bây giờ thay là của Taiwan này, Thái Lan này. Tức là bây giờ công nghệ Mỹ, nhưng mà chủ yếu là không biết là hàng Việt Nam hay hàng gì đây. Còn mấy cái dơ le, mấy cái vỏ này là của cũ rồi, thay hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ của mình nhé. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau nhé.